đầu DVD Blu-ray Toshiba. Blu-ray Toshiba có cổng USB nha. Chạy cổng HDMI, điện 100V, hàng nội địa Nhật luôn nha, chạy điện 100V nha. Toshiba. Modem là DBX500. Con này đọc đĩa cực kỳ nhanh nha. Ví dụ như em đem coi cái khúc này đúng không? Em tắt. Em chạy ra. Ok, rồi lấy đĩa ra đúng không? Em bỏ đĩa vô lại. Nó vẫn nhớ nha. Nó lưu lại tiếp theo chứ không phải là nó chạy lại từ đầu. Con này em không có remote nên bán rẻ cho. Giá em để dưới mô tả. Giá em để dưới mô tả. Rồi vậy nha, dính bản quyền hình ảnh á, anh em quay ít thôi. Đầu DVD Blu-ray Toshiba. Blu-ray Toshiba có cổng USB nha. Chạy cổng HDMI, điện 100V, hàng nội địa Nhật luôn nha, chạy điện 100V nha. Toshiba. Modem là DBX500. Con này đọc đĩa cực kỳ nhanh nha. Ví dụ như em đem coi cái khúc này đúng không? Em tắt. Em chạy ra. Ok, rồi lấy đĩa ra đúng không? Em bỏ đĩa vô lại. Nó vẫn nhớ nha. Nó lưu lại tiếp theo chứ không phải là nó chạy lại từ đầu. Con này em không có remote nên bán rẻ cho. Giá em để dưới mô tả. Giá em để dưới mô tả. Rồi vậy nha, dính bản quyền hình ảnh á, anh em quay ít thôi. Tiếp nhạc luôn. Không nghe muôn tiếng ca reo vui vắng nhà.